Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng có nhân duyên lắm nha, lâu quá mới gặp được ông Năm. Xin quý vị, ông Năm thì thường thường ổng cũng ít có ở nhà lắm quý vị, ổng đi làm đạo á, ổng thường thường cũng đi làm đạo ít có ở nhà. Bây giờ hôm nay gặp dịp may ông Năm, mình cũng mau mau trong thời gian khỏi chờ đợi. Bây giờ Đức Thầy có câu nói đó là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành, mà nhìn Phật giáo là lý như thế nào, rồi cái cách tu mình tu làm sao. Bây giờ có số bà con bây giờ cũng chưa biết ăn chay niệm Phật, rồi chưa biết tu hành là như thế nào, rồi bây giờ là ông nói sao cho cô bác người ta tu như thế nào đó ông Năm. Thì kính mời ông Năm nè. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng kính tất cả chư quý đồng đạo, chư quý cộng đồng mạng kính mến. Nhân hôm nay cũng là tình cờ cũng gặp lại là anh hai, cũng nêu lên hai câu giảng của Đức Thầy là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi ta tại sao ta phải tu hành. Như vậy thì ở đây cái từ đó quý vị phải biết là cái từ chữ nhìn. Chữ nhìn, nhìn là nhìn, mình nhìn cho thiệt kỹ để không phải mình sai lầm. Nếu mà cái người mà mình dòm bằng một cách qua loa, mình dòm bằng cái cách đơn giản, coi chừng mình nhìn lầm. Cho nên Đức Thầy khẳng định là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý. Ở đây chữ nhìn là mình phải nhìn cho thiệt kỹ. Nhiều khi cái người mà quen với mình mà cách lâu dài mươi năm đó, năm, mười năm, hai chục năm đó, mình gặp lại như vậy là nếu mình nhìn không kỹ, coi chừng mình lầm người. Còn ở đây Đức Thầy kêu mình nhìn Phật giáo. Đức Thầy ra đời đó, như vậy là Đức Thầy dạy trong cái tôn giáo đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì mình định từ chữ Phật là giác, mà chữ giáo là dạy. Nhìn Phật dạy mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Ở đây có một số tín đồ Hòa Hảo, có một cái thời kỳ, có một vị này ra đời cách phía sau, gọi là Phật giáo, giới thiệu Phật giáo mà Phật giáo sao. Cho nên có số cũng nhìn cũng sai lầm. Ở đây nếu cái chương trình chữ Phật mà chữ giáo là dạy, rồi cái mình nhìn hồi nãy nói cái từ mà nhìn đó, nhìn đó thì tướng đó thì nó giống rồi, nhưng mà còn lời nói nữa. Để tôi kể cho quý vị mình nghe khi xưa đó, Đức Phật thiết ra là độ ông trưởng giả Keo Kiệt đó, nói nếu ông mà bố ông có thể ông làm năm điều đại bố thí được chăng, thì ông trưởng giả ông nói một điều tiểu bố thí tôi làm cũng không được nữa, chứ có đâu mà tới là năm điều đại bố thí. Nhưng mà một hồi ông mới suy nghĩ, ông nói bạch Đức Phật, năm điều đại bố thí ấy có lợi ích gì mà phải bố thí? Thì Đức Phật mới nói rằng nếu nhà ngươi cử được cái giới sát sanh á, thì nhà ngươi sống lâu trường thụ không bệnh tật, vì nhà ngươi không gieo hạt giống đó là giống nhân quả, không có giết muôn loài và dạng vật để ăn nuốt đó, thì chúng ta sẽ là sau này là sống lâu trường thụ không bệnh tật. Cái ông nói với Đức Phật điều ấy con làm được. Điều thứ hai, nhà ngươi không đạo tặc, sát sanh rồi đạo tặc, nếu nhà ngươi không trộm cắp, thì là sau khi này của báo đầy dẫy mà không bị ngũ gia cướp đoạt, vì nhà ngươi không có gieo cái nhân lấy của người ta, cho nên sau này nhà ngươi sẽ của báo đầy dẫy, không bị ngũ gia cướp đoạt. Cái ông trưởng giả này ông suy nghĩ, ông nói mình là cái người giàu có, mà bây giờ mình ghét cái trộm cắp lắm, mà bây giờ là Đức Phật nói cái điều này mà đại bố thí. Cái ông nói điều ấy con làm được. Điều thứ ba, nhà ngươi cử được cái giới tà dâm, nếu nhà ngươi không có phá gia can, không có hại trinh, phá trinh hại tiết nữ nhân đó, gái lẳng lơ tiếng quyển lời đờn qua có chủ đèo vòng tình mới, các tiếng gọi nữ nam ơi hỡi bỏ những điều điếm nhục tâm môn, nếu nhà ngươi cử được cái giới đó đó, sau này nhà ngươi được sanh thiên, sanh về cõi trời để hưởng phước.
Còn đó là nhà ngươi cử được cái giới mà thứ tư giọng ngữ, nếu nhà ngươi cử được cái giới giọng ngữ đó sau này sẽ lên được làm quan và làm vua. Cái ông nói ủa, mình hồi đó giờ mình cũng ghét mấy nói dốc nói láo, mà bây giờ mình đâu có nói dốc nói láo chi. Như vậy thì ông nói điều ấy con làm được là bốn điều. Điều thứ năm, nhà ngươi cử được cái giới ẩm tủ, nếu nhà ngươi cử được cái giới uống rượu thì uống rượu đó Đức Phật mới nói rằng uống rượu là quên đi trí nhớ, uống rượu là không gieo hạt giống thông minh hiện tại và vị lai. Hiện tại thì nhà ngươi quên đi trí nhớ mà tiền kiếp sẽ bị ngu muội hơn người. Cái ông mới suy nghĩ, ông nói ừ phải rồi ha, mình đó là nghĩ uống rượu đây mình còn thông minh, còn mình mà uống rượu đó mình quên đi trí nhớ, đúng rồi, Phật nói là đúng rồi. Cho nên nhiều khi mình sai sỉnh nói những cái ngôn ngữ trầm, rồi mình làm những chuyện bậy, rồi là mình gây ra những cái tội đủ chuyện hết trơn. Cho nên ông suy nghĩ kỹ, ông nói điều ấy con làm được. Hay như quá, vậy là mấy chuyện này hay quá. Năm điều. Cái một vài hôm sau rồi đó, thiên ma ba tầng nó quá y như Đức Phật lại, nó nói này ông trưởng giả, những lời ta nói như nhà ngươi không có lợi ích đâu. Cái ổng mới nhìn đó, Phật là Phật rồi, nhìn Phật là Phật rồi, bị quá y như Phật rồi, nhưng mà tại sao cái lời nói nó có khác đó quý vị. Cho nên Đức Thầy nói khác, Đức Phật nói khác, những người xưng tôn giáo khác, xưng danh này kia kia nọ, coi vậy chớ là đạo đức không bằng như một vị Phật ra đời nha quý vị. Đây là tôi kể câu chuyện này để nói lên quý vị mình phải có cái tầm nhìn, gọi là nhìn Phật giáo. Ở đây rồi như vậy là thiên ma ba tầng nó nói với ông trưởng giả, này trưởng giả, những lời ta nói với nhà ngươi hôm trước đó không có lợi ích đâu, hãy ăn chơi phải này kia đi. Như vậy rồi là ông trưởng giả ông nhìn thiệt kỹ quý vị ơi, Phật là Phật rồi, ông nói Phật là Phật rồi, nhưng mà tại sao Phật hổm thì nói vậy, Phật hôm nay nói gì. Cái cuối cùng ông suy nghĩ cho thiệt kỹ, ông nói như vậy là Phật hổm thì nói có lợi ích lắm, Phật này nói là ăn chơi rồi tội rồi này kia đọ lạc, mà tại sao Phật này kêu mình phải ăn chơi. Cuối cùng rồi trưởng giả ông quỳ xuống, ông nói bạch Đức Phật, thà con tội với ngài là con chịu, chớ những lời của ngài nói hôm trước đó có lợi ích lắm, con không thi nào bỏ được. Cuối cùng thiên ma ba tầng nó kêu, nó quá thăng là thiên ma, nó bay về trời mà nó còn khen, nó nói đúng như lời Phật nói không sai, nếu chúng sanh nào nhận được cái lời của Phật dạy mà có lợi ích, nghe cho thiệt kỹ, nhìn cho đúng rồi đó, thì chúng sanh nó không bao giờ nào bỏ, không bao giờ nào bỏ nó. Câu chuyện này quá hữu lý ha. Dạ, còn coi như là mình hôm nay mình xét trong cái lý Đức Thầy dạy mình là một là nhân quả nè. Mình xét coi, nếu mình đó là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, nó trồng ớt thì ăn quả cay, trồng chanh thì ăn quả chua, nó trồng cà thì ăn quả ngọt. À, cho nên cái đó thì mình the xét lại là trồng cam thì ăn quả ngọt, trồng cà thì ăn quả ngọt, trồng chanh thì ăn quả chua, trồng ớt thì ăn quả cay. Cho nên mình xét cho đúng rồi, như vậy là mình xét nó đúng rồi. Nếu mình gieo cái nhân, nhân nào quả nấy không sai. Nếu mà là mình gieo cái nhân hiện tại, bây giờ mình gieo cái nhân không tốt, tất nhiên mình hưởng cái quả của ngày mai là cái nhân không tốt. Cho nên Đức Thầy kêu nhìn, chữ nhìn ở đây mình nhìn Phật rồi, mình nhìn là Thầy rồi, mình nhìn giáo lý. Như vậy là Đức Thầy nói điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, và phải giữ cho tròn lưng lý tam can ngũ thường. Như vậy là mình nhìn vô có đúng không quý vị? Đúng không? Cái này lợi ích cho bản thân mình hay là lợi ích cho mình khi mình không có dính vô tứ đố tượng? Lợi ích cho Phật, lợi ích cho mọi người bên ngoài hay là lợi ích cho bản thân mình? Mình phải tự xét. Đó, rồi điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chắc. Nếu mà quý vị cử được cái tứ đỗ tường không dính vô, mà cử được cái vấn đề mà không có là lười biếng mà siêng năng nữa, làm gì mà nghèo, phải không quý vị? Đúng. Nếu có nghèo đó quý vị tìm ông Hai Sang đó. Yeah.
ổng bao cho ăn. Dạ đúng rồi. Ổng lo cho suốt đời luôn đó. Thầy cũng chỉ cái điều thứ nhì đó phải không đệ? Dạ, cho nên lúc đó là cái lợi ích trong điều thứ nhì là không lười biếng nữa, nhất định không bao giờ đói, không bao giờ đói quý vị. Nghèo cỡ nào nghèo nhưng mà không bao giờ đói. Cho nên mình nhìn ủa, đây là lời Phật dạy quá đúng lý rồi, quá đúng rồi. Rồi Phật nói sao nữa? Phật nói như vậy là mình nhìn thêm nữa, như vậy là mình sống cõi đời này, Đức Thầy nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen báo nực mùi, nào ai rõ cái vui mà cái vui triệt đáo đó quý vị. Như vậy là Đức Thầy giải cho mình biết là trong tứ khổ, một là sanh lão bệnh tử khổ. Như vậy là mình nhìn cô vô coi, sanh khổ nè, bệnh khổ nè, sanh lão bệnh tử, bốn cái này đều khổ không quý vị. Mà Đức Thầy nó vào bụng mẹ, chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Vô đó ở tù là không thấy trời trăng gì đâu quý vị. Ông vua ông cũng vô đó ông ở tù nữa. Ông vua ông cũng ở tù nữa chứ đâu không phải ông mà khỏi ở tù. Ông quan bây giờ ông cũng vô đó là ông ở tù cũng 9 tháng mấy ông mới ra. Bị ông sanh ra được làm người thì phải vô đó thôi. Phải không? Như vậy là đây là Đức Thầy dạy quá quá rõ rệt phải không? Nếu mình không nhìn, không nghe, không theo dõi nữa sao mình biết? Đúng rồi. Dạ. Cho nên Đức Thầy nói là gọi là từ nhìn á, nhìn rồi cái lời của Phật dạy có đúng không? Rồi như vậy là bắt đầu là ông nói vào bụng mẹ chung quanh có bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Buổi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói thì giường treo lỏng bỏng. Ta kể sơ những điều bi thống, mẹ no cơm chặt chội khó khăn. Khi mà bà đói á, thì nó giường treo lỏng bỏng. Bây giờ bà ăn no mà ngon cơm đó. Quý vị mình nghĩ coi, bữa bà ăn có 2 chén, bữa nay bà ăn 4 chén. Là hai cái chén đó nó ép mình. Khổ không? Cực không? Như vậy là tại mình không nhịn chứ Phật nó khổ đó. Nhưng mà mình tưởng đâu là đã trong tù một mình nó chặt cứng rồi mà thêm nữa. Thêm một người, hai người nữa nó chặt cứng nữa thì nó khổ thêm. Cho nên Đức Thầy, Đức Phật nói rất là kỹ, rất là rõ. Nhưng mà mình không có chịu nhìn, không có chịu theo dõi. Đó, mà khi mà ra đời đó thì đau đớn vô ngàn, cắt tiếng khóc nếm mùi dương thế. Thì ở đây tôi nói một cái ngắn gọn thôi, một cái điều là vào bụng mẹ thôi, rồi sinh ra. Như vậy đã tới là bệnh khổ. Như vậy là quý vị mình coi bây giờ mình xét lại coi. Già khổ rồi bệnh khổ rồi tử khổ, già có khổ không? Già rồi bệnh khổ. Cha bà khổ, cha bà lắm khổ hả? Già bây giờ chân thì yếu, đi đứng thì là khó khăn, chậm chạp, đủ chuyện hết trơn, nó làm cho mình đau khổ. Rồi là bệnh khổ, bệnh bây giờ nhức răng, nhức đầu, nhức tai, nhức gì đó. Hoặc là tim gan, phèo phổi gì đó. Nếu mình nhức mình đau chỗ nào mà không đau khổ đâu. Cho nên Đức Phật mới là xét lại cái khổ. Cái bắt đầu Đức Thầy mới xét lại cho mình biết. Là khổ ta bà nhiếp lại 8 Phật. Bởi chúng sanh mang lấy sắc thân. Khổ xứ nhất sự sanh là gốc. Nó như vậy là Đức Thầy mới nói cho mình biết là cái khổ. Cái khổ là trong là dòm biển trần cảnh khổ. Mà khổ dơi dơi đó. Khổ cứ bằng diều dợi xa xôi đó. Khổ không thể nào mình là nhìn thấy mà biết được. Như vậy rồi bắt đầu tới tử khổ. Tử khổ thì quý vị mình coi xét coi. Lúc mà bây giờ là gần hấp hối tâm thần sao sát, Chí giảng dơ kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lằn đến lúc lâm chung. Giả cõi tạm theo đường tội phước đó quý vị. Có 2 đường thôi. Như vậy là tội phước. Cho nên Đức Thầy mới kêu gọi mình địa ngục. Cũng tại tâm làm quấy mà về thiên đường tâm ấy tạo ra. Nếu chúng ta mà trong một cái kiếp này mà không tu đó, thời mạt pháp đó là kỳ đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đón đưa rước mình về. Người lại được liên quê đỡ gót, lại còn thêm lộng ngọc che thân. Dịp này là dịp thoát chàng không tu. Không tu không còn lần nào mà để mà tu đó quý vị. Nếu mà lần này mình không tu đó ha, là chẳng còn lần, chẳng dịp, không dịp để mình tu nữa đó quý vị ơi. Cho nên hôm nay ráng lo tu thân hành thiện để làm chi, để mình không lọt xuống. Là như vậy là Đức Phật, Đức Thầy cho mình biết đó. Nếu cái người mà quy y Phật pháp mà tu thân hành thiện đó,
nhất định là ba cái cửa dưới mình không tới đó quý vị. Một là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy là ba cái cửa này mình không tới. Quy y Phật không đọa vào địa ngục, quy y pháp không đọa vào làm ngã quỷ, mà quy y tăng không đọa vào làm loài súc sanh. Như vậy nếu mình tu rồi là tất nhiên cái cửa địa ngục mình đã xóa sổ ở cái nơi địa ngục và nơi ngã quỷ và nơi súc sanh. Cho nên hôm nay nếu mà cái dịp này là cái dịp thoát trần không tu, không còn lần nào để mình đó là để có dịp mà tu, bị kỳ này là kỳ đại xá. Đó, tôi nghe nói người ta nói cái vụ địa ngục mà kẻ đường ngược mà tôi không rành đó Huynh Năm. Nghe nói Đức Phật mà dắt đăng đài gì đó, có những cô bác người ta cũng chưa nghe đó, nói dắt đăng đài với địa ngục như thế nào đó để. À thì khi mà nếu mà anh nói qua cái chương trình đó thì khi mà Đức Phật á, Đức Phật mà dẫn ông đăng đà xuống dưới địa ngục dưới á, thấy nào là quỷ đói, quỷ này kia, có số quỷ á thì nó khóc, nó la. Rồi số quỷ á thì nó cười. Như vậy rồi á là cái ông A Nan ông nói sao mà hai cái lò quỷ đó mà cũng quỷ, mà sao quỷ mà nó khóc mà quỷ cười. Cái Đức Phật nói sao ông không lại hỏi coi, ông hỏi hai cái người, hai cái lò quỷ đó đó coi trả lời coi sao. Như vậy thì ông lại ông hỏi thì quỷ mà khóc đó nó trả lời đó, nó nói rằng là bị gì ở trên thế gian đó, con cháu của tôi chển nó lo ăn chơi, nó lo tạo tội không à, cho nên tôi khóc là vì ngày mai này nó mà nó xuống đây rồi nó ở chung cái cảnh này với tôi khổ lắm, cho nên tôi là buồn tôi khóc. Rồi cái ổng mới lại hỏi cái lòi ngã quỷ mà quỷ vui mừng đó, nó hỏi vì sao mà các ông này kia cười vui mừng như thế này. Nói gì ở trên thế gian á, con cháu của tôi có biết tu thân hành thiện, nó biết nghe lời Phật dạy, nó kêu nó hằng ngày nó cầu nguyện cho tôi đó, cho nên tôi á là có tương lai tôi ra khỏi cái nơi đau khổ này, thoát ra khỏi cái cảnh địa ngục này, cho nên á là tôi mừng tôi vui. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy mới kêu dạy mình để là câu chuyện như vậy. Hôm nay nếu ai đó, nếu mình quy y đó thì mình hằng ngày giữa mình thoát ra khỏi rồi. Cũng như có lần đó tôi hồi xưa á, tôi hay coi chuyện, nhưng mà coi chuyện mà về chuyện của Tề Thiên đó. Khi mà tôi nghe tới mà câu chuyện mà của Tề Thiên xuống mà xóa sổ địa ngục, cho nên là cái số khỉ đó nó không có chết, nó không có xuống dưới. Cho nên tôi mới ước mong là mình phải có phép, có này kia để mình đi xuống dưới để mình xóa. Sau khi này tôi nhìn nhận lại rồi, khi mình ăn chay, mình tu tập, mình coi kinh điển đó, như vậy là mình tu thân hành thiện, tất nhiên là cái cửa địa ngục mình không có đi xuống, ba cửa dưới mình không có đi xuống, mình có nhân là để mình đi lên. Cho nên trong kinh Phật á, các vị đã nói như thế này nè: thượng phù giả khí chi khinh thanh, lên trời hưởng phước quý vị. Còn á là hạ ngân giả khí chi trọng trượt, xuống đất đó quý vị. Hai con đường, địa ngục cũng tại tâm làm quấy về thương thiên đường tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy là quý vị mình nhìn trong đạo đức, trong xã hội này giống như cái bề bàn tay tôi đây. Bề này á thì ác, bề này thì thiện quý vị. Bề này á thì phước, bề này thì tội. Bề này á thì á là đường đau khổ, bề này là đường hạnh phúc. Như vậy mình nên chọn đường nào? Đường này là đường nhựa, đường này là đường sình, phải không? Dạy gì mình đi xuống cái con đường sình. Hôm nay mình được làm người là lên tiên thánh, nó dễ sát một bên, mà không lo tu thân hành thiện để đi lên nữa thì thôi. Nếu mà có để kể cho quý vị mình nghe câu chuyện nữa, trong khi mà xã hội với loài người với nhau, với anh em bè bạn gì cũng vậy, trong nhà hoặc ngoài xã hội, nếu cái người mà tu thân hành thiện ta có cơ hội ta lên tiên thánh, còn cái người tạo nghiệp nhất định là phải đọa lạc. Như vậy là có hai người bạn này thân lắm, thì hai người ta kê ta kết bạn là anh em cũng thân, thì một vị này ta tu thân hành thiện, khuyên cái người bạn kia cũng lo tu, nhưng mà ông bạn này ông không lo tu quý vị ơi. Cuối cùng rồi sau này ông chết, ông tạo nghiệp rồi ông chết, ông rớt vào làm cái con dòi đó quý vị, mà nằm ở trong hũ móng.
cái ông đạo mình, cái ông mà cái ông bạn kia, ông mới khi mà ông đắc rồi đó, ông kia ông giải thoát rồi ha, ông giải thoát, ông ra khỏi sanh tử, ông nhìn các cõi trơn, ông bây giờ tìm kiếm kiếm cái người bạn, bây giờ nhìn cái người bạn mình đó, ai về đâu nhìn ông bạn mình, bây giờ ông nằm ở trong hũ dòi trong cái biết làm sao bây giờ, cái ông gì tình thương bạn bè ông quá thân thành con dòi, ông vô đó ông phiền lên, ông nói thôi bạn ơi, bạn hãy cố gắng, bạn lo làm hiền làm lành đồ này kia kia nọ, tu thân hành thiện đó, với bạn phải tách rời cái cõi này ra để đi vào cái cảnh giới ngoài cảnh giới cái chỗ này đó, còn hàng muôn triệu cái cảnh giới mà hạnh phúc an lạc nữa đó, chứ không phải như thế này đâu. Nhà ông bạn kia ông nói thôi anh ơi, tôi ở đây tôi cũng thấy no đủ lắm, thấy cuộc đời cũng sung sướng lắm, nhà lầu xe hơi đủ chứ, thấy trong đó ông ơi ông quá rồi, ông no bị ông no bụng ông dữ lắm. Cái ông bạn ông nói tàn mẹ ơi, cái cảnh của anh ở này tôi nói thiệt với anh đó nghe, tôi vô đây rồi là tôi nói anh vậy chứ thiệt tình cái cảnh của anh nó hôi tanh dữ dằn lắm, tôi ráng vô đây cứu anh chứ thôi chịu không nổi hả, chịu không nổi. Cho nên Đức Thầy nói là thương quá, là Đức Thầy nói là ta đây dừng thể như lương. Nó mà Thầy nói là trong đó Thầy nói mình như là Thầy như con lương vậy đó, mà chui xuống sình xuống bùn để làm chi, để độ cái đám lương đó là như là chúng sanh mình đó. Mình á, mình trong cái cõi này là Đức Phật đó, nói là cảnh này cũng không có sạch sẽ gì đâu, cảnh này cũng dơ bẩn lắm, cái cảnh này gọi là ta bà đó, nó đầy đủ đau khổ, đầy đủ dơ quế, chứ không phải là cảnh giới của các cảnh giới của ta. Như bây giờ tôi kể sơ quý vị mình nghe câu chuyện nữa của ông Phí Trường Phòng với ông Ngũ Hồ Công, coi coi cảnh giới coi ta như thế nào, mà mình bây giờ mình không có là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi sao để mình tu, để mình thoát thân nghe quý vị. Thì ở đây đó, ông Ngũ Hồ Công đó, ổng là một vị tiên, ổng đi xuống cái ông kê với ổng đi độ chúng đó, gọi là ổng trị bệnh đó, ngày nào ổng cũng đi trị bệnh. Nhưng mà ổng có cái hồ lô quý vị, chèo cái ông treo cái hồ lô lên trên cái cành cây, cái ông kê tót vô trong ở trong. Cái ông Phí Trường Phòng ổng ở bờ kinh bên kia, bờ sông bên kia, ổng nhìn qua, ổng nhìn xong mà thấy ngày nào ổng dạ này ổng kê ổng đi ổng trị bệnh rồi về, cái ổng chui vô đó. Cái bữa đó cái ổng thấy ông Ngũ Hồ Công á, ổng đi về rồi cái ổng kê ổng lội xong ổng qua. Ổng qua cái ổng nói ông con thấy ông hình như con ông ở trong đó không. Cái ông Ngũ Hồ Công á, ổng mới đứng ổng suy nghĩ lại. Ổng nói ủa, vậy là cái người này cũng có nhân duyên với mình. Cái ông nói ta ở trong đó đó. Cái nói đầu ông cho con vô trỏng thử coi. Cái nói vô thì cho vô. Thôi nhà ngươi nhắm mắt lại đi rồi ta cho ngươi vô trỏng. Cái ông nhắm mắt lại. Ông nhắm mắt lại cái ông Hồ Công á. Ông Hồ Công Long ông kêu ông thổi phép đi, ông thổi cái ông Phí Trường Phòng ông lọt vô trỏng. Ông lọt vô trỏng rồi không biết ông sao đó, bây giờ ông tính ông ở trong luôn. Nhưng mà cái lời của ông Hồ Công Long ông nói khi mà vô rồi một lát ra nghe, chứ không được đó là vô ở trong luôn mà ở trong học máu chết á. Cái ông nhớ lại cái lời của ông Hồ Công Long ông nói vậy, cái ông chung ra thì ông quỳ xuống nói dạ thưa ông, xin ông hãy cho con làm đệ tử. Cái nó làm đệ tử làm, nhưng mà chiều nay tao về núi rồi. Cái nói đi vậy, đi theo ông về núi. Thì đi về núi, lên tới núi chển ở đúng một tháng, ông nhớ nhà quá, nhớ nhà rồi. Ông nói thôi, con bây giờ con nhớ nhà quá, thầy ơi xin thầy hãy cho con đi về. Cái ông nói nhân duyên của con tới đây là hết rồi, thôi con có về thì về. Thì nói vậy rồi thì ông kê, ông nói dạ thưa thầy, khi mà con lên đây với thầy là bằng phép tiên. Rồi khi mà con về đó, rồi bây giờ sao? Cái ông nói thôi ra ngoài đó chặt cái nhánh trúc đi. Cái ông ra ông chặt cái nhánh trúc, cái ông để xuống gì, cái ông Hồ Công Long á, ông dặn đâu đó đàng hoàng, ông nói khi mà chàng hãng ngồi ngang này nè, khi mà cái giò đụng đất đó, vừa đụng đất hả mở mắt ra, còn nếu mà cái giò chưa đụng đất đừng có mở mắt ra nghe, mở mắt ra té chết à.
cái ông nhắm con mắt lại, cái ông Hồ Công Long ông thổi cái phép tiên, cái cây trúc nó thành đó là con rồng ha. Con rồng nó đưa ông gì về, đưa ông về, cái ông nhắm con mắt lại, cái ông mở cái giỏ ông vừa đụng đất ông mở ra, bây giờ trong nhà ông rằng rằng trong nhà ông, cái ông đi vô ông hỏi cái gì đâu mà bữa nay nhà gì đâu đông dữ vậy, ai về đâu, gia đình vợ con ông gặp lại rồi, bây giờ là ông mà lúc mà ông đi đó ông đâu cho gia đình hay. Như vậy là đúng một tháng ở trên cõi tiên đó, mà dưới này là 3 năm dưới này. Nó đám dỗ thằng gì đây hả? Đám dỗ à, cúng cơm không đó. 3 năm là cúng cơm. Hồi xưa ta 3 năm ta cúng cơm không ạ? Như vậy là cúng cơm ổng rồi, cái ông mới kể. Khi mà ông vô đó đó quý vị ơi, ông tưởng đó ở ngoài này là có hồ lô, có là như trái banh mình thôi. Nhưng mà ông vô ông nói là Sơn Hà Đại Địa, Xum La Vạn Tượng, nghĩa là thành phố trong cứ bằng nghe quá trần rồi, sắp bằng mừng có ta bà nữa hả, là hương hoa ngào ngạt, nghĩa là mùi thương, mùi hương đó là thơm ngào ngạt, hương hoa dị thảo nghe là nghĩa là thơm ngào ngạt trong đó, chứ không phải như cái cảnh ta bà mình nói quý vị, chứ không phải là cái cảnh mà như cái ông bạn hồi nãy mà ông ở trong hũ mắm nghe quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta phải xét, nếu chúng ta không lo tu thân hành thiện à, cho nên Đức Thầy nói không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành thì gặp cảnh vui mừng tội thay, hỡi bớ dương trần hãy ráng tu quý vị. Dạ, đó là lời của Đức Thầy kêu gọi.